Xin chào tất cả bạn Bino của bên nước vọt nha. Thì hôm nay Thành sẽ cập nhật cái thông tin mới từ FB ngày 28 tháng 6 nha các bạn. Đây nè, nó có một cái phần là bi hai đây ngay cho đây nha các bạn. Thì các bạn kích vào đây nha. Thì Thành sẽ kích vào cái chỗ này. Thành sẽ dịch cho các bạn nghe nha. Đây, Thành sẽ dịch hết cái phần này xuống nha các bạn. Thành sẽ kéo hết dịch xuống hết xuống tới dưới luôn. Đây nha, thông báo đây nha, thử thách 2 ngày 11, 8, 2, 2, 5, 2, 8. Cái đây là số ngày, số giờ nha các bạn. Nó là thử thách trong 2 ngày nha. Hoàn thành 10 hành động trong nền tảng Bi bằng cách sử dụng các ứng dụng của Bi tương tác với sản phẩm nghệ thuật do cộng đồng tạo ra, đồng thời hỗ trợ các chương trình cộng đồng về phát triển để mở khóa các giải thưởng hấp dẫn nè, về đóng góp vào việc tạo ra tiện ích hệ sinh thái. Tải xuống về đăng nhập nè, về trình duyệt Bi nè, đó là cái phần download thôi nha các bạn. Còn là tạo về xác nhận ví nè, bắt tạo và xác nhận ví trên này nữa. Thì nói chung rất là mới, thì các bạn cứ từ từ, rồi Thành sẽ từ từ hướng dẫn các bạn nha. Rồi sử dụng nút nhắc nhở KC nữa nè. Rồi hình nền động Bi có thể tải xuống nó nè nha. Còn phần này là nó kêu là đã khóa. Chia sẻ binet.com, nơi bạn có thể truy cập ứng dụng Bi trong bất kỳ trình duyệt nào. Cái phần này chắc là trên máy tính nha các bạn. Giới thiệu dự án thông qua chương trình đại sứ nhà phát triển nè. Khung xã hội Bi có thể tải xuống nè. Phần này đã khóa. Bình chọn cho dự án Hackathon bằng Bi-Bratom, phản hồi về trò chuyện ứng dụng hệ sinh thái nè, có trò chuyện ở trên đây cũng được. Tham gia diễn đàn Phi-Sai trên này luôn nha. Trò chuyện tính năng tên màu xen kẽ nè, phần này đã khóa. Bình chọn cho Bi-Ad trên Phi-Sai Forum nha. Mời về đăng ký một người bạn về bạn Bi, huy hiệu trò chuyện tạm thời cộng thêm dê sổ số vàng, phần dưới đã khóa. Đấy. Những cái cập nhật mới từ cái bi hai đây của Nicolas, nhưng mà hình như là nó đang nhảy giờ đây nha các bạn. Trong vòng 182 giờ nữa thì chắc có thể chúng ta sử dụng được. Thì hiện tại chúng ta chỉ sử dụng được là cái nút này thôi nha, cái nút nhắc KC này, start này. Đó, nhắc rep để KC thôi. Còn mấy cái nút này thì Thành kích vào nó chưa được nha các bạn. Cái phần tải ảnh lên nó cũng chưa thấy được nha. Đây nè, kích vào nó không được nha. Những cái phần này nó đang update lên nha các bạn. Các bạn muốn làm những cái bước này á, ở trong Bi2 đây á, thì các bạn phải trước mắt thôi, các bạn phải làm từng bước đây nha. Các bạn bấm vào cái chỗ Start đây nè. Nè, rồi các bạn bấm rem e d tu kc, các bạn nhắc rep kc thì nó sẽ hiện ra những cái dòng ở dưới này đó. Rồi các bạn sẽ làm từng bước đó, làm từng bước xuống đây thì theo hướng dẫn. Thì nói chung tất cả cái đây đều là mới. Thì theo Thành tìm hiểu thì những cái thứ cập nhật mới này là ở trong Bi2 đây á, Bi2 đây thì chúng ta có thể cập nhật đăng ảnh ở trên diễn đàn Phi-Sai được nha các bạn. Đó, về trò chuyện đồ đây nè, có trò chuyện mà chúng ta update đồ lên trên kênh chat nè, rồi có Phi-Sai nè. Đó, chỗ ngọn lửa đây thì các bạn làm từng bước thì nó sẽ hiện ra lần. Sau khi các bạn chia sẻ cái phần KC này nè, cái phần giới thiệu những người khác gửi đơn KC đó, thì nó sẽ ra cái tích như thế này. Đó, rồi tới cái phần download ảnh nè, đó, claim thì nó sẽ hiện lần 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 ra. Các bạn hãy làm từng bước thì nó sẽ hiện ra. Thì cái này nó cũng chưa gọi là chưa cái gì là quan trọng lắm, thì các bạn hãy cố gắng tìm hiểu rồi các bạn từ từ làm nha. Thành thì Thành cũng chưa tìm hiểu lắm nên Thành cũng chưa có vội làm nha. Thì hồi nãy Thành thấy cái FB nó hiện lên màu hồng, nhưng mà nó lại quay trở lại ban đầu, nó quay lại cái màu xanh như bữa trước.
Thì nói chung cái thông tin Mynet á thì Thành đã nói rất bao nhiêu lần rồi. Thì chờ ông Nicolas ổng công bố cái chính xác, à ví dụ hôm nay là Mynet mở thì lúc đó Mynet mới mở được nha các bạn. Mynet mở có nghĩa là được gỡ bỏ tường lửa, chúng ta có thể thỏa thích nè, đưa bay lên trên sàn giao dịch AS hoặc là đổi những cái đồng tiền điện tử coi khác được. Đó là khi Mynet mở hoàn toàn. Còn hiện tại thì P2P giữa tôi và bạn thôi nha các bạn. Đó. Thì trong sách trắng có nói rõ rằng á thì cái ngày 14 tháng 3 và ngày 28 tháng 6 là khả năng Mynet mở. Thì các bạn có thể vào sách trắng đọc để các bạn không tìm hiểu. Sách trắng nó rất là dài. Đó. Ngày 14 tháng 3 và ngày 28 tháng ngày 28 tháng 6 là Mynet mở, là ổng thông báo từ 2022 à. Đó. Nhưng mà hiện tại cứ neo miết tới 2023 rồi nhưng vẫn chưa mở. Vì có một số lý do là như thế này nè. Trong sách trắng có nói rõ rằng á là đợi những người tham gia đủ tiêu chuẩn nha các bạn. Đó, đủ cái số số triệu người là tham gia thì Mynet mở mà được, và những người tiên phong hoàn toàn vượt qua KYC. Đó. Những đơn bị treo giải quyết rồi xong hết thì Mynet mới mở được. Đó. Bởi vì còn thiếu sót rất là nhiều cho nên ông Nicolas ông còn neo lại rất là lâu, cho nên là Mynet chưa có mở được. Các bạn cũng đừng có vội. Nếu mà Mynet mở sớm á, thì cái hệ sinh thái Bi nó chưa ổn á, thì nó cũng giống như những cái đồng coin khác thôi, giống như những cái đồng mà hồi bữa các bạn đào đó, ví dụ là đồng Renet nè hoặc là đồng Core nè, nó lên sàn rồi nó lại bị sập đó, hoặc là Omega Network nè, nó lên sàn nó lại Omega Network lên sàn bây giờ hiện tại chỉ 600 đồng 700 đồng một đồng một đồng đó thôi, nó rất là rẻ, nó rẻ hơn là đồng Bi hôm nay chúng ta bán ra ngoài chợ luôn nha các bạn. Đó. Cho nên các bạn đừng vội, mà khi mà muốn Bi lên sàn nhanh, lên trên sàn nhanh thì chỉ có đường sập thôi, nên ông Nicolas muốn tạo cái hệ sinh thái cho nó vững chắc cái đã, nó ổn định cái thị trường thì lên trên sàn nó mới có giá trị được cái đồng Bi nha các bạn. Nên các bạn bây giờ cố gắng kích tia sét như bản thân của Thành đây nè. Thành chưa được kê sơ, Thành nói thật luôn nha. Đây nè. Chưa có đơn kê sơ luôn đây nha. Nhưng mà Thành vẫn cố gắng chờ đợi. Còn nhiều bạn á kê sơ rồi mà cứ cứ nản. Đó. Cứ chờ Thành đây chưa được kê sơ, chưa được cái đồng nào đây nhưng mà Thành chưa có nản. Người thân của Thành thì kê sơ hết rồi, từ trên xuống dưới và rep kê sơ hết, nhưng bản thân của Thành lại chưa được kê sơ. Đó, nhưng mà Thành chưa có nản. Thành cố gắng, Thành chờ đợi nha các bạn. Thành chờ đợi chắc Thành có nghĩ là những người tiên phong khi mà vượt qua kê sơ thì lúc đó Mynet mới mở được nha các bạn. Đó. Về cái số triệu người đạt được cái mốc đó, về trong sách trắng Thành đọc rất là nhiều. Đó. Cái số người đạt được cái chỉ tiêu thì Mynet mới mở được. Ví dụ từ 35 triệu người lên 45 triệu thì bao nhiêu triệu người đó, cái khoảng hồi bữa Thành đọc có đọc là mới Mynet mở, về cái người tiên phong được kê sơ hoàn toàn thì Mynet mới mở được nha các bạn. Nicolas phải chỉnh sửa hết tất cả mọi thứ lỗi trong này, nó khi nó ổn thỏa rồi thì các bạn lúc đó Mynet mới mở hoàn toàn, nên các bạn cứ cố gắng chờ đợi đi. Các bạn thấy chia sẻ Thành này cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.